Lỗi hẹn cao tốc Vĩnh Hảo, Phan Thiết. Ngày 21 tháng 2, có mặt trên công trường cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, dù chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là phải hoàn thành nhưng công trường buồn hiu hắt, thỉnh thoảng mới thấy vài đội thi công, thậm chí có đoạn cơ giới đứng bánh đậu cắn đuôi nhau. Nhiều nhà thầu khẳng định với tình hình hiện tại khó có thể về đích trước ngày 30 tháng 4 năm 2023 đưa vào vận hành. Được biết, ngày 21 tháng 2 ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã có công điện tập trung thi công, hoàn thành các thủ tục đảm bảo đưa vào khai thác theo kế hoạch đối với các dự án thành phần đoạn Mai Sơn Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo, Phan Thiết và Phan Thiết Dầu Dây thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Công điện yêu cầu tổ chức thi công hoàn thành thảm bê tông nhựa mặt đường trước ngày 31 tháng 3, hoàn thiện các hạng mục còn lại như nút giao, cầu vượt ngang, đảm bảo đưa công trình vào khai thác sử dụng trước ngày 30 tháng 4 năm 2023. Với tình hình hiện tại mà chúng tôi ghi nhận và chỉ còn khoảng 2 tháng nữa, đối với dự án cao tốc Vĩnh Hảo, Phan Thiết, khó có thể về đích đúng thời hạn cam kết.